Dạ, một ông này trước nè. Giờ tôi hỏi thiệt ông nè, ông có cay không? Ông có cay khi ông trong ngày hôm qua ông không có mặt tại Việt Nam không? Đó, ông thật khai báo mọi người đi. Hello, Việt Ra chào cả nhà. Ông ơi, cái gì? Mình cũng ăn mừng chơi nhưng mà cũng cay chút Đó, đúng không? xíu Đúng không? Tức là tôi nói đúng, là tôi đâu nói sai đâu, tôi đâu nói hoàn trọng đâu, đúng không? Tức là cay là tại vì không đi được, tức quá mà, đúng không? Mà khi mà đi được thì nó là trọn vẹn, nó đẹp biết bao, đúng không? Đúng không? Cứ hồ kia đi kia à. đi được thì nói gì nữa, Đó. đi đi được chào thân, đi được mình mà có mặt ở bên đó luôn là ông cầm không có cửa ngồi ăn nổi tô phở đó đâu. Mà giờ này chắc Mất giá cái giờ này chắc chờ chú, mất giá cái chú điều thua, giờ trọng. này chắc đi thăm bệnh ổng luôn rồi. Oh my god. Về nó làm quá trời quá đất. Việt Rai cũng chơi nhậu từ hồi đội Việt Nam đá xong cái chiều tối nhậu nhậu cái tới sáng đêm luôn để chờ đón coi đội đội Nam đá luôn, xong rồi nguyên ngày hôm qua nằm tôi nó trùm mền rên hừ hừ bà thôi thiệt. Ăn nhậu vui quá, chờ bà con coi bà con bên Việt Nam khí thế quá. Thì ra biết ngay mà ông nghêu ngao hôm đó. Ủa sao thấy nghe nghe thấy quen quen quá vậy ta? Chắc ông đang luôn ông đang nghêu ngao Rai đây, mình hỏi Việt Nam thứ gì ơi. nè. Việt Nam nghĩ không nghĩ sao mà hôm qua mà Việt Nam thấy trong trận bóng đá Nam giữa Việt Nam với Thái Lan mà Việt Nam thấy có một cái việc gì nó rất là lạ. Việc gì đó rất là lạ Thấy gì nó là tức là nó không giống ý như anh Thơ Quang nói là trong trận bóng đá đó hả, hay là sau đó hay sao? nói chung là toàn trận luôn đó, toàn trận bóng đá đó. Đúng không? Tại vì tức là nó là lạ, tức là nó không giống như những cái thường 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 niên trước đây hay cái thường xuyên. Thấy không? Ví dụ vậy đi, ví dụ vậy nè. Vì mình nói ủa hồi đó giờ nếu mà khi mà nói mà Thái Lan đá đúng không? Thì Việt Rai thường thường nhớ không? Hầu như là chỉ đồng phục màu xanh dương thôi đúng không? Đúng không? Quá vụ đó đấy hả? À, đúng không? Mà Đúng rồi. hôm nay tự nhiên là Việt Nam thấy lạ không? Mà trong khi là cái này đâu phải là bị bắt buộc đâu. Đúng không? Ví dụ như Đúng ban rồi. ban tổ chức bắt buộc là họ phải mặc cái đồ 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 vàng sọc đỏ đó trên đó. Mà này họ Đúng tự rồi, Thái đúng Lan nó có cái bộ đồ màu xanh. Không anh Thơ Quang, không? Thái Lan nó có một cái bộ đồ, nó có áo vàng nữa. Mà hồi xưa nó đá nó bận quần đen áo vàng nhưng mà không có thấy màu đỏ nghe, chỉ có quần đen áo vàng thôi. Đợt này bài đặt chơi lớn chơi quần vàng luôn rồi dớ rồi viền đỏ rồi này kia, bài đặt Đó, nghêu đó, cái điểm khác đó, bởi vậy chính vì ngao tôi hỏi Việt Trai là bạn thấy có cái gì là lạ khác thường không? quá. Khác Thì đúng thường. đúng nha. Ngày hôm qua lúc mà coi á, mở tivi lên thấy mấy đội bước ra ngoài cái mình cũng giật mình đó chứ, mình nó ủa Sao sao kỳ gì vậy vậy? ta. Ngoài đang thường thường đá ví dụ như đội Việt Nam mình á, sân nhà thì được bận đồ truyền thống là áo đỏ quần đỏ, còn Thái Lan á, ví dụ như nó có màu gì đó thì nó bận màu xanh, thì giống như đội con gái cũng vậy nó cũng bận màu xanh. Tự nhiên rượu mới vác cái bộ đồ màu vàng vô chi tao nói bị đập te tua hết. Không hợp phong thủy đúng không? Đúng không? Ủa này đâu hợp phong thủy. Phong thủy. Chào ai ở Việt. Phong thủy. Cái ông ơi, việc này ngày hôm qua mắc cười. Anh nhắn mình anh ơi like đi anh Rai. Anh nhắn tên anh nói like đi anh Rai, Lại đi kêu anh ra. live stream. Anh Anh trai đang anh nghi đầu thúi ngheo ruột, anh trai anh đầu thúi ruột không khô kỳ, anh quá. chú anh trai lai sợ anh trai lai nổi. Wow, kêu like mà ta nói nằm người vô không không dậy nổi, người nó đuối nó quải không chịu nổi, thôi thua hôm nay chắc like không nổi rồi, hẹn anh khi khác đi. Rồi thắng đạo. Chào em Việt. Hello bạn Thơ Quang.
Ủa sao nghe Dạ cái gì đó khoảng. Alo anh bạn Thái Quang, anh Việt Có Hùng, không? anh em và mọi người không hiểu tại sao nghe nó vọng lại anh bạn ơi, không hiểu sao nữa. Vira có Đó. bị không? Vira có bị Ừ. không? Ở bên đâu bị gì đâu. Vậy là bên về Ai Việt rồi. Ông mặc đồ màu gì? Ai Việt hiện tại ông đang mặc đồ màu gì? Ai Việt? Ui. Ai Việt nghe rõ trả Này, lời. nghe rõ nhưng Vậy mà bị giọng một sau á. mình hỏi bạn nè, bạn đang mặc đồ màu gì? Rồi đó chứ. Tự thân biết sao không? Ở Việt Nam mình có cái câu ca dao, câu tục ngữ ca dao hay lắm. Gió đưa cành trúc lá đà, đời mà không khệ thì đời mất vui. Rồi đây. Dạ đúng rồi. Còn cái ông bắt cầm á, quê trời ơi, mình đã nói đâu bác rảnh rỗi bác đi ra ngoài bác nghiêu nghêu rồi tí xíu rồi coi tình hình ở ngoài kia bà con ăn mừng bảo biết đồ này kia À ra ngoài coi sao rồi về mình chính thức mình thấy rồi mình về mình nói chuyện nó mới đã chứ rồi kia đó không biết ổng ra ngoài ổng lu su bu hàng sao ổng bị đám nhỏ chắc nó trù dập nó quất dữ quá ổng chịu không quá về về quá mình cứ coi cái video mà tôi quan chiếu rồi để mà thấy từ qua là ổng ngồi ổng ăn mà nó chết mẹ quá kiểu này mà không, không dám xuống ông đi nữa nhưng ra mà ngoài kia chắc nhưng mà việc ai với việc thấy thấy ông già cái cảnh đó thấy thương không? Thiệt, rất là cưng đúng không? Thiệt, thương chứ bộ. mình nói đéo mẹ ông ra ông cái cảnh này nè là mình đón đón á là ông ra ngoài ông chắc cũng đói đói bụng hay gì chút chút nhưng mà thấy đằng kia nó bán cái quán phở mà nói là để tao mang tới tao quất một tô phở đằng đó coi cũng hơi hơi đói nhưng mà giống như là thấy ở đằng kia mà muốn nhưng mà không tới được Đúng phải rồi, không tới được đông quá mà. không tới được bị nó dập te tua hết rồi chắc làm sao đó rồi tới chừng mà được quay về nhà rồi tao nói ông quất tan nát cái tô phở với cái dĩa rau hết đều mẹ Với lại việc ra không với ai kiểu bị này việc ra ai bị biết sao không? Theo á, mình biết á là nếu mà Việt Nam thắng vậy á, mấy người bán quán người ta dẹp sớm lắm. Bởi vì biết sao không? Nếu cái bản phở nằm ở ngoài đường á là nó bưng cái bản phở nó đi diễu hành luôn. Nó bưng cái bản phở nó đi diễu hành luôn. Hay là cái bất cứ cái gì, nói chung bất cứ cái gì nó cầm được là nó cầm. Đó, việc ra với ai mình thấy cái clip mà cái chuối mà nó còn nhổ lên cái chuối mà nó bưng cái chuối. Rồi cái đu đủ mà rồi nói gì nữa nói Trời ơi, eo, đúng là bảo thiệt. Mắc cười. Ông già ông kể. Ông già ông kể tại nhà Việt Ray ngay cái công viên. Ông kể, ông nói nó đánh trống đập nồi, nó đập đây vòng 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 nó đập bánh chành xíu quá hết. Cái đâu khoảng chừng sáng sớm ông dậy tập thể dục, ông thấy nó đập còn gì? Tùng, gì đập bang. Sàn đập giống như hết dây thiều luôn rồi xong rồi nguyên một đám nó đi bảo á ô nó ngồi ở công viên nó chơi nó lăn nó ngủ ở đó luôn rồi Đúng rồi, nó đúng rồi. giống như nó tụ tập ở đó nó chơi đó luôn Đúng rồi. ơi ơi nó vui thì thôi nó vui Xin mời Ai Việt. Ai Việt chia sẻ gì không? Hello bạn Thư Quang, anh Việt Phai. Anh em không biết là anh em không biết là anh. Bạn có nghe mình nói rõ không vậy anh bạn? Nghe rõ mà. Ok, cảm ơn. Giờ chắc nó hết dịp lại ở sau. mà Trước. tại chắc các bạn mới xuống bạn thay đồ á, do nãy bạn mặc cái áo vàng đúng Thì nói chung á, thì quá khứ đã qua, chiến thắng đã vào lịch sử. Thì mình cũng chúc mọi người Việt Nam ở trong nước á, thì giờ chỉ cố gắng phấn đấu xây dựng nước Việt Nam của mình càng ngày càng phát triển thôi. Còn trở về cái vấn đề mà đội tuyển nữ và đội tuyển nam á thì mình phải công nhận là cái thứ nhất về đội tuyển nữ thì đội tuyển nữ á, thì ông huấn luyện viên Mai Đức Chung á, thì mình đã nói từ xưa đến giờ rồi
khi mà mình nhìn về ông Mai Đức Chung á, thì mình thấy cái tầm nhìn của ông á, rất là tài, và ông ta đưa đội tuyển nữ Việt Nam á, phải nói vào lịch sử á, thì mình phải nói là rất là hay. Còn nói về đội tuyển Nam á, thì mình chỉ thấy là ông Park Seung-pho này cũng là một người huấn luyện viên cũng cũng giỏi. Nhưng mà nếu mà nói về mà đội tuyển Việt Nam mà thắng đó, thì mình phải nói tương lai đó, tương lai đó, cái cầu thủ đó mà xuất sắc nhất Việt Nam á chính là Nhâm Nhâm Mạnh Dũng đó. Anh chàng này á, cái tướng gì mà nói về đá banh á là phải nói rất là vừa tư chuẩn cho một cầu thủ quốc tế luôn. Mình đã nói nha, vừa tiêu chuẩn một cầu thủ quốc tế. Không những vậy đó, là cái trình độ và cái bình tĩnh của anh chàng này đó rất là cao. Kỹ thuật đó, mình đá banh đó phải nhờ kỹ thuật chứ không có phải là nhờ sức. Nó có một số nhiều cầu thủ Việt Nam của mình đó, là nương tựa về sức và đá kiểu như mà đá hơi cá nhân. Nhưng mà đối với mình đó, thì mình thấy cái anh chàng cầu thủ trẻ này nè, thì tương lai rất là sáng. Và cái sự mà cái mà đá đầu cái đó đó là phải nói là không có ai có thể phá kỷ lục ra được. Mình bảo đảm hồi xưa giờ là không có cái trái nào đó mà mình coi đá banh hồi xưa giờ đến rồi, không có cái trái nào mà đẹp mắt như là cái trái đó. Cái trái đó là đến nỗi mà làm những người thủ môn, làm những người thủ môn tuyệt phẩm, đúng không? Mình, đó cái đó là nghĩa là quá, là phải nói là thủ môn là không có thể nào mà bay nổi cái quả đó đó. Xin chào Nam Nguyên Hùng. Chúng ngay cái bên tô mà nó dậy, nó chơi dọi xuống là cái đó là quá là xuất sắc rồi. Mình phải nói vậy. Thì mình cũng chúc cái cầu thủ trẻ Nhâm Mạnh Dũng nó phát triển và trở thành một cầu thủ xuất sắc tương lai, và hy vọng là có thể là đi qua bên câu lạc bộ Âu Châu, sẽ đá cho trong một câu lạc bộ Âu Châu gì đó. Thì mình chúc mừng cậu em đó. Thì nói chung là nói về cái vấn đề mà anh vừa rồi anh chia sẻ về tại sao Thái Lan lại mang màu vàng, đúng không? Màu vàng. Anh Thao Quang biết đó, thì cái quốc kỳ Thái Lan đó, nó chẳng qua đó là nó cũng là không phải là ăn cắp mà đi theo cái đường lối của tụi da trắng thôi. Là da trắng đó, anh để ý đó, từ của quốc kỳ của những thành phần mà da trắng đó, nó chỉ có 3 màu. Màu trắng, màu đỏ và màu xanh. Màu xanh là xanh 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 biển đó. Mình gọi là xanh biển đúng không vậy anh bạn thưa anh? Như xanh xanh biển, đúng rồi. Xanh biển đó. Thì ba cái màu đó đó là đại diện cho những thành phần da trắng đó. Thì nói về Thái Lan thì dĩ nhiên cái đội mà áo và trang phục Thái Lan đó, nếu mà sân nhà đó là màu xanh, còn mà nếu mà nó họ mà mang màu đỏ thì không có được, tại chủ nhà của mình là Việt Nam, của mình là màu đỏ rồi đó. Cái thứ hai nữa thì nếu họ mang màu trắng thì cũng không có, nó không có được, cho nên thì họ còn mang màu vàng, tại để phân biệt giữa hai đội cho nó dễ, có cái màu dễ đó. Và mình cũng thấy là anh bạn Thơ Quang đưa cái hình mà đưa lên, nói là cái cầu thủ mà ngồi mà có cái gạch vàng, gạch đỏ, gạch đỏ, đúng rồi, gạch đỏ đó. Thì cái đó anh chọc là kiểu giống là mấy anh mà chống cộng bao que bên này thôi, nhưng mà nói tóm tắt lại thì nhiều khi cái sự may mắn lên anh bạn Thơ Quang sơ hở một xíu là may mắn nữa, là cũng có cái đó. Nhưng mà cái mà nếu mà nói về mà đá đó, thì mình thấy thì đội tuyển Việt Nam mình phòng ngự đó, gọi là phòng ngự đó, rất là hay, phải nói rất là hay. Cho nên mình bình tĩnh, chắc mình chỉ canh sau mà có quả, nó là có quả, cái gì còn gọi là cái quả mà điểm nguyệt á,
khi mà mình vô một quả đó rồi không có khác gì là mình điểm điểm nguyệt đối phương. Mất camera việc ra, mất camera thoát ra bao loại việc ra. Cái quả đó là giống như là mình canh me xong mà mình điểm nguyệt ngay cái phút cuối đó. À, ừ. Cái đó là làm tinh thần Thái Lan là phải nói là cầu thủ là kiểu giống như là giống như hồi xưa giờ mình đá là đến 80 mấy phút mà cũng không ăn nhưng nhồi gì. Ai Việt à, nói nghe nè, Ai Việt à, chào Kiên Giang ha. Ồ, 8 năm mới gặp lại à, nếu cái trận banh hôm qua đó theo Ai Việt á, nhìn mình liên tưởng qua một cái môn thể thao khác, bạn thấy nó đâu đó nó có giống nhau, ví dụ gì, môn đấu bò tót của người Tây Ban Nha, đúng không? Tức là họ cũng vờn con bò á, vờn sao, và khi họ kết liễu bò bằng một cái nhát kiếm, đúng chưa? Đúng không? Đúng. Đó, kết liễu bò đó bằng một cái nhát kiếm. Và theo bạn á, cái trận banh hôm qua đó thì nó giống như vậy. Tức là cái đấu pháp và để họ đưa ra để họ tuân thủ á. Đúng không? Theo mình á, theo mình thấy là có cái gì đó nó rất giống, tức là một đò một kết liễu. Kết liễu liền. Bạn thấy thế nào? Thì mình cũng đồng ý với anh bạn về cái vấn đề mà cái môn của bên thể thao ở bên Tây Ban Nha là con bò đó, thì họ nhử con bò để đi vòng sai bờ, sai vòng giống như chống mặt á, để làm con bò nó chống mặt, xong rồi á thì con bò nó không có biết cái hướng nào để mà nó có thể là đi đến cái mục tiêu của đối thủ. Chính vì cái khang hay là cái gì đó làm con bò nó đi xung quanh đó là để con bò nó chống mặt nó, bạn thưa quan, đó là cái điểm chính. Thì nói chung á thì những cầu thủ Việt Nam của mình, cái phòng ngự đó thì cũng quýnh về cái tâm lý, mà tại vì mình biết sức mạnh của Thái Lan á, nó là háo chiến đó, nó lúc nào cũng tấn công đó, thì mà làm sao mình phòng ngự á, làm sao á, cho nó cảm thấy là tại sao mà đá hoài mà không có cơ hội mà để vô cái quả nào hay này nọ rồi vậy đó. Thì cho nên thì anh nói cũng đúng, nó cũng hơi nản. Nhưng mà thì khi mà mình điểm nguyệt cái quả 80 mấy phút á, thì dĩ nhiên nó tinh thần của họ, tâm 3, vậy đó. Thì tinh thần của họ có nghĩa là khi mà vô một quả rồi, tinh thần của họ nó khó mà nó vượt lên lắm anh. Cái đó là sự thật, mình đã từng chơi thể thao rồi mình biết mà. Khi mà anh chơi thể thao bất cứ cái môn gì đó, khi mà anh bị mà đấu thủ đó mà họ đã dẫn mình rồi đó, khó mà vượt qua lắm, phải nói rất là khó. Cho nên cái vấn đề mà anh so sánh về con bò mà ở bên cái môn thể thao gì ở bên Tây Ban Nha thì nó cũng hơi tựa với nhau. Mà có một cái nữa là mình cũng có một người mà mình cũng quên nói là anh chàng đó thủ môn, cái anh thủ môn đó, anh chàng mà sinh 99 á, anh chàng thủ môn đó là mình nghĩ là tiếng Toàn hay tiếng gì ngoài gì quên rồi đó. Nguyễn Văn Toản thì phải, chắc vậy. Nguyễn Văn Toản thì phải, đúng rồi. Anh chàng thủ môn đó phải nói rất là xuất sắc. Hồi xưa giờ mình thấy là cái anh thủ môn đó, cái thứ nhất chiều cao nè, cái chiều lanh lẹ mà, và cái chiều mà bị rộng của anh chàng đó đó, và cái cách mà anh chàng đó thủ môn, anh chàng trẻ đó thủ môn đó mà đón banh đó, phải nói là rất là hay. Cho nên khi mà cái trận SEA Games kia đó, hay là cái trận mà năm vừa rồi, hai năm vừa rồi mà đấu, cũng là anh chàng đó là thủ môn luôn. Cho nên thì cái vấn đề mà thủ môn cũng là một người quyết định về cái trận đấu đó. Thì cho nên thì nói chung vậy nè, cái vấn đề mà khi mà Việt Nam mình đã thắng rồi đó, thì mình thấy người dân mà đi bão đó, thì mình thấy tinh thần người dân phải nói rất là hay. Nhưng mà có một cái là mình không có đồng ý vậy nè anh bạn Thư Quang, là một số người đó, một số người đi bão thì mình không có nói gì, nhưng mà một số người lợi dụng cái bão đó là phải văn chương ra cái sự mà bán nhà thuê nhà hay là này nọ, thì cái đó nó không có hay. Khi mà mình đi bão đó, mình đừng có đem cái vụ mà cá nhân của mình về mà kinh doanh hay đầu tư gì đó mà để mà lợi dụng cái đó mà để mà đi bão để quảng bá quảng cáo vậy, thì mình thấy nó không có hay. Những người đó làm ăn vậy thì không có được, lợi dụng đúng không, lợi dụng đúng không, cơ hội đúng không, cơ hội đúng không, đúng rồi. Cái đó là giống như mình làm đi, nhưng mình hiểu ý bạn, nhưng mà mình nói thế này nè, rõ ràng cái chuyện đó là họ lợi dụng cơ hội đó thôi, tức là chúng ta không cần tranh cãi nữa. Còn cái thứ hai nữa, thí dụ như mình nói về cái
cái góc nhìn của chúng ta, ví dụ có thể xí xóa được không? Ví dụ như chúng ta thấy thôi cãi đi, mấy ngày vui mà, mấy ngày vui cãi, họ họ lợi dụng cơ hội gì đó thì quyền của họ, đúng không? Thì thôi cãi bỏ qua, hiểu không? Ý mình nói là vậy đó. Đúng đúng thì Ủa sao Việt Nam vẫn lên không được ta? mình cũng hiểu anh bạn cái ý đó, nhưng mà có dạy anh bạn mình phải có một ý kiến nữa để cho người dân họ có một cái tốt đẹp, cái tốt ý thức nó tốt hơn. Bảo thì bảo, nhưng mà có mình cũng có coi là cái anh xe bán ổi đó, à cái nghĩa là mình Đi có phát coi ổ luôn, phát ổ đi cho bán mọi ổi người luôn, luôn. đó cũng là một cái hay, đó là một Hay cái đúng không, cũng thương. mình hoan nghênh cái anh mà đi bán ổi đó đó, dù á anh có lỗ cỡ nào hay là đói cỡ nào đi nữa, chuyện đó chuyện bình thường, không có chết là được rồi, Đúng miễn sao anh còn sống, anh còn sống anh đóng đóng góp một cái phần nào đó mà để cho một cái sôi nổi về cái vấn đề đi bảo, thì cái đó cũng là một cái hay, và cái đó cũng là trong một cái nổi tiếng của anh ta nữa, đâu phải là không đâu đó. Thì cho nên nó có nhiều nhiều người khi mà họ họ đó suy là nghĩ Việt ra Nam đó, nhiều ai suy Việt, nghĩ. ai Việt đó, đó là Việt Nam đó, đúng không? Bạn hiểu ý mình không? Tôi liệu cái tố chất của người Việt mình đó, họ họ một khi á mà chạm đúng cái lòng tự tôn của họ thì họ đoàn kết kinh khủng lắm. Nhưng có vấn đề gì họ trở nên là một con người Việt Nam, là một người yêu chuộng hòa bình, nhân hậu và rất là hào sảng. Bạn thấy không? Rất là hào sảng. Ở xe ổi có thể như bạn nói, đồng ý xe ổi có thể là một buổi doanh thu của anh ta, nhưng trong cái cuộc vui đó, đúng không, để hòa cùng không khí, bây giờ không cần biết xa lạ gì cả, miễn là người dân Việt Nam cùng lòng hướng về tổ quốc, ok, một cái xe ổi hay hai xe ổi đó họ mới chẳng còn là vấn đề. Hoặc là giống như câu chuyện, không biết là bạn bạn với Việt Rai có cập nhật được không, đó là cái câu chuyện của anh chàng vận động viên Timor Leste nha. Khi ở ngoài Hà Nội đó, tức là vài người dân ở ngoài Hà Nội họ biết được, họ hiểu được cái hoàn cảnh của cái anh chàng đó đó, và cái họ quý trọng cái tinh thần gọi là vượt khó đó, cố gắng vươn lên đó, nghị lực á, thì họ đi khắp các siêu thị để họ mua tất cả các món quà gì mà đối với họ họ cảm thấy đó là cái tình cảm chân quý nhất, ví dụ như đặc sản của ba miền đi, Bắc Trung Nam không. Họ tới tận khách sạn để họ tặng cho cái anh chàng vận viên Timor Leste đó đó. Tức là bạn thấy không, người Việt Nam chúng ta đó luôn luôn có một cái tinh thần rất là hay, phải công nhận, phải rất là hay. Và tôi quan tin rằng hầu như là khó có nước nào có được cái tố chất giống người Việt chúng ta như vậy. Bạn với Việt ra thấy thế nào về cái điểm này? Anh Việt Phai cho mình chia sẻ cái cạnh này khoảng 2 phút xong rồi mình đi vào làm đó anh Việt Phai. Thì Ok. mình thấy cái hình ảnh đó là cũng là một cái ấn tượng tốt đẹp cho Việt Nam của mình. Tại một người vận động viên ở nước khác mà thi đấu tinh thần, mà trong khi đó thì cổ động viên của mình ca ngợi và động viên anh chàng phải vượt qua cái đường dài mà để mà chiến thắng, không, anh nghe nói là chắc chiến thắng về hạng hạng ba hạng đồng á, Huy thì chương cái bạc, tinh huy chương bạc, huy chương hạng bạc á, nhì, yên bạc. hạng nhì thì cái tinh thần của những người Việt Nam của mình phải nói cái điểm đó rất là tốt. Tại vì khi mình biết cái nước đó thì sự thật nó không có lớn, cái nước đó cũng là nước nhỏ thôi, nhưng mà cái vấn đề nhỏ lớn là không có quan trọng. Cái quan trọng đó nè là cái tình người của mình, cái tình người của dân tộc của Đúng mình, rồi. mình lúc nào cũng bao la đó, mình Đúng. cũng giống như là không còn biết là anh là da màu gì hay là không còn biết. Giờ mình thấy là cái tinh thần mà có một người mà có cơ hội mà để mà thi đấu đó thì lúc nào mình cũng ủng hộ về cái đó. Thì cho nên khi mà anh nói là một số những người Việt Nam của mình mà mua đồ này mà để tới tặng thì cái đó cũng là một cái, mình phải nói là cái đó cũng là một cái đặc biệt mà phải nói người dân Việt Nam của mình có. Còn nếu mà nói về mà những dân tộc khác hay là hồi xưa giờ thì mình thì không có nghe, không có thấy, nhưng mà có nghe vậy Rồi, nè. chị Thì nhìn không? hai năm vừa rồi khi mà Đức á mà thua thua Hàn Quốc á, thì mẻ đó mấy mấy nước mẻ đó họ đợi để vô vô trận bán kết hay là gì đó,
thì họ phải nhờ Hàn Quốc, họ phải nhờ Hàn Quốc để hạ Đức. Thì khi đó Hàn Quốc hạ Đức khoảng 7 phút chốt là hai quả đó. Thì những người Mỹ đó, ở bên Mỹ đó, họ rất là cảm ơn những người Hàn Quốc. Cho nên họ nói đó, nếu mà những người Á Đông nào đó, Á Châu nào đó, mà chỉ cần qua Mỹ thôi, muốn ăn cái gì họ cũng bao hết đó. Cái nghĩa là muốn ăn cái gì họ cũng bao hết đó. Đó là cái tinh thần mà họ cảm thấy là để mà trả ơn cho những cái người mà châu Á, hay là để mà cho họ vào cái lịch sử, để cơ hội để họ đi tiếp đó. Đó là một cái chia sẻ. Thì mấy đứa bạn của mình cũng rủ mình đi qua Mỹ, nhưng mà có một cái nó xa quá, mình chạy xe là 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ, nó quá xa đi. Cho nên mình nói thôi, nếu mà bạn muốn đãi mình thì cứ dẫn mình đi ra nhà hàng, chạy nhà hàng ăn uống gì thôi, chứ còn mà qua Mỹ thì hơi quá xa. Nhưng mà người ta không có đồng ý, tại người ta nói phải qua Mỹ, phải qua cái nơi nước người ta, nó mới có một cái khí nào đó để họ mới biết được là như thế nào. Đó, thì mình cảm ơn anh Hoàng, bạn Thư Quang cho anh, tại mình cũng tới giờ vô đi làm nên bạn Thư Quang. Cảm ơn anh, okay, chào mọi người nha. Ok, vậy cảm ơn anh Việt.